máy bay đâm trúng tòa nhà ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng. Chính quyền thành phố Ken cho biết một máy bay đã lao vào một tòa nhà dân cư tối ngày 21 tháng 10, gây ra một vụ quả quản lớn và toàn bộ hành khách trên máy bay đã thiệt mạng chính quyền thành phố Ken, bang New Hampshire cho hay, không có thương tích nào tại tòa nhà dân cư, nhưng thật không may, những người trên máy bay đã bỏ mạng. Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 18 giờ 55 phút ngày 21 tháng 10, khi một chiếc máy bay không xác định đã đâm vào một tòa nhà phía bắc sân bay Dylan Hopkins. Chiếc máy bay gặp tai nạn có thể là dòng máy bay Beechcraft Syria. Chính quyền thành phố không nói rõ có bao nhiêu người trên máy bay và cho biết các chi tiết mới sẽ được công bố khi có sẵn. Các quan chức thuộc FAA và Ban An toàn Giao thông Vận tải quốc gia Mỹ đang điều tra vụ tai nạn. Cảnh sát và đội cứu hỏa ở miền Nam New Hampshire tối ngày 21 tháng 10 có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy do vụ tai nạn trên gây ra. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực này và yêu cầu các tài xế tránh khu gần đường Main Street. Những hình ảnh về đám cháy tại khu vực 667 Main Street cho thấy ngọn lửa và một đám khói dày đặc bốc lên tại một tòa nhà dân cư lúc 21 giờ, hơn 2 giờ sau khi vụ tai nạn xảy ra. Tổ chức hỗ trợ cứu hỏa Tây Nam New Hampshire cho biết tòa nhà vẫn đang bốc cháy và họ cố gắng khống chế ngọn lửa. Hiện vẫn chưa có thông tin thiệt hại về tài sản tại tòa nhà.